Giữa ồn ào nâng điểm, Hương Giang khoe điểm thi đại học cao không tưởng. Ngoài nhan sắc xinh đẹp và có nhiều tài năng, mới đây Hương Giang còn gây bất ngờ khi tiết lộ cô đạt gần như tuyệt đối số điểm trong kỳ thi trước đây. Nhắc tới Hương Giang, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô nàng đa di năng. Khi cái gì cũng biết, Hương Giang đã từng thử sức với nhiều vai trò. Ngoài ca hát thì người đẹp còn làm MC, các quốc cũng không kém các người mẫu chuyên nghiệp. Và mới đây nhất, cô còn làm hãnh diện nước nhà khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Kể đến tài lẻ của nàng hậu, chắc cũng phải một sớ dài. Ngoài ra, thành tích học tập của Hương Giang cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Cô nàng vừa tiết lộ điểm thi cao ngất trước đây của mình, nguyên văn của Hương Giang. Chỉ học khối V, văn vẽ vẽ, nhưng thi tốt nghiệp toán làm nhẹ 10 điểm thừa 30 phút, tiếng Anh cũng 10, văn chị khiêm tốn 9 rưỡi em nhé. Nói chung làm xong ngồi chơi nổi tiếng, đợi hết giờ ấy. Người đẹp trả lời fan hâm mộ trên ứng dụng Quá Sân. Không chỉ đạt số điểm gần như tuyệt đối, Hương Giang còn có thời gian thư giãn trong phòng thi. Phải nói rằng Hương Giang là số ít các nghệ sĩ hoàn hảo đến như vậy. Xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, đảm nhận vai trò nào, Hương Giang cũng hoàn thành tốt và trọn vẹn. Cô khiến công chúng cảm phục bởi nghị lực và sự cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Với tài ăn nói khéo léo và hoạt ngôn, Hương Giang từng cầm trịch nhiều game show truyền hình. Cô nàng còn thử sức với vai trò giám khảo hay là một cây hài trong các chương trình thực tế. Ở thời điểm hiện tại, cái tên Hương Giang đã tạo được chỗ đứng và có sức ảnh hưởng trong showbiz Việt. Những nỗ lực từ một cậu nhóc gầy gò đen nhẻm đến nàng hậu xinh đẹp tài giỏi là cả quá trình đầy gian nan sóng gió. Nhắc đến Hương Giang, công chúng không chỉ biết đến một nữ ca sĩ duyên dáng nhất Việt Nam, mà bây giờ cô còn là hoa hậu quốc tế.